Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một chiếc video nói về chính sách xe trả góp của đại lý Hyundai Bắc Ninh cho 3 phiên bản Hyundai Creta. Trước mặt em đây là phiên bản tiêu chuẩn màu đen. Thì ở video này em sẽ xin đề cập đến chính sách giá lăn bánh tối thiểu. Anh chị có thể hiểu đơn giản là anh chị chỉ cần bỏ ra một số tiền thấp nhất để có thể sở hữu được một trong 3 chiếc xe Hyundai Creta. Đây là bản tiêu chuẩn bên em với giá lên miết là 600 triệu. Hiện tại bên đại lý Hyundai Bắc Ninh đang giảm giá cho quý khách hàng là 580 triệu. Và những anh chị ở tỉnh lẻ như Bắc Ninh, Bắc Giang thì chỉ cần bỏ ra giúp em là 193 triệu là có thể sở hữu được một chiếc xe rồi. Thì 193 triệu này thì đã bao gồm hết là chi phí vào đối ứng, lăn bánh xe, chi phí nộp thuế này, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm dân sự và phí đường bộ ạ. Phiên bản tiêu chuẩn này thì giá lăn bánh tổng của nó thì sẽ rơi vào khoảng là 658 triệu để lăn bánh trả thẳng, bao gồm bảo hiểm thân vỏ. Thì khi trả góp thì chính sách lãi suất sẽ là có hai phương án. Phương án 1 năm cố định thì sẽ là khoảng 0,48% và cố định 3 năm thì rơi vào khoảng là 0,62% trên một tháng. Sau đó cái thời gian lãi suất cố định thì cái lãi nó sẽ rơi vào khoảng 0,8% một tháng. Thời gian vay tối đa là 8 năm cho quý anh chị có thể vay được ít hơn 8 năm và tỷ lệ vay tối đa cao nhất là 80% giá trị xe. Còn phiên bản đặc biệt thì với giá niêm yết của phiên bản đặc biệt là 650 triệu thì anh chị có thể sở hữu phiên bản đặc biệt. Em đang bấm cho anh chị. Thì chỉ cần bỏ ra khoảng 206 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe Creta phiên bản đặc biệt rồi. Phiên bản đặc biệt thì sẽ hơn phiên bản tiêu chuẩn này một số tính năng như là hệ thống đèn full LED, rồi hệ thống 6 túi khí, loa bâu, điều hòa tự động, ga tự động, cruise control. Và phiên bản cao cấp thì hiện tại giá niêm yết của xe là 699 triệu và giảm giá cho quý anh chị xuống còn 676 triệu. Giá lăn bánh trả góp thì anh chị chỉ cần bỏ ra là 223 triệu là có thể sở hữu được chiếc xe Creta phiên bản cao cấp rồi. Đó. Thì thời gian, tỷ lệ vay và chính sách trả góp thì hoàn toàn giống các xe phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Màu xe thì bên em sẵn có những màu cho phiên bản tiêu chuẩn đặc biệt và cao cấp như là màu đen, màu trắng và màu đỏ là sẵn giao. Công nghệ của phiên bản cao cấp thì nó sẽ vượt trội hơn phiên bản đặc biệt ở chỗ là hệ thống Hyundai Smart Sense này, rồi thì hệ thống thông gió làm mát hàng ghế phía trước. Đó, anh chị quan tâm đến chính sách trả góp và mua xe Creta thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.